thuốc lá điện tử là gì? Năm 2004, một công ty Trung Quốc bắt đầu sản xuất một loại thuốc lá có thể sạc pin vào một con chip điện tử bên trong. Sản phẩm được thiết kế để người hút thấy và cảm nhận như thuốc lá bình thường. Nó sử dụng các hộp nạp bên trong chứa nicotine, hương liệu, tinh dầu và một số loại hóa chất khác. Khi ngậm vào vị trí đầu ống chứa, lúc này, bộ phận cảm ứng kích hoạt một thiết bị đốt bên trong thuốc lá điện tử giúp chuyển đổi các chất lỏng thành hơi nước để người sử dụng hút hít vào. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều tên gọi khác nhau dành cho thuốc lá điện tử như nicotine điện tử, vape, thuốc lá vaporizer, tùy thuộc vào từng loại mà có thể sử dụng một hay nhiều lần. Hút thuốc lá điện tử có hại gì không? Nhiều người tìm đến thuốc lá điện tử vì nghĩ rằng chúng an toàn và không gây hại, nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại. Thuốc lá điện tử tác động xấu tới sức khỏe chẳng kém thuốc lá truyền thống. Nhóm nghiên cứu của Đại học California, Mỹ trên cơ sở phân tích các mẫu nước bọt cho thấy thuốc lá điện tử có hàm lượng các hợp chất độc hại tương đương với thuốc lá điếu. Bởi lẽ, ngoài nicotine, các nhà khoa học còn tìm thấy những chất làm tăng nguy cơ ung thư có trong thuốc lá điện tử như acrylonitrile, acrolein, propylene oxide. Thuốc lá điện tử gây ảnh hưởng xấu đến não bộ, hệ thần kinh và tim, làm tăng huyết áp và gây ra chứng rối loạn nhịp tim, huyết khối và loét dạ dày. Có thể khiến người trẻ tuổi gặp nguy cơ rối loạn tâm trạng, giảm kiểm soát xung động và tác động tiêu cực đến các phần của não chịu trách nhiệm về ghi nhớ và học tập. Những người hút thuốc có thể sẽ cảm thấy chán nản, mệt mỏi hoặc cáu kỉnh khi cai thuốc và lại lên cơn nghiện còn dữ dội hơn lúc trước. Hơi được tạo ra bởi thuốc lá điện tử có chứa các hạt nhỏ có thể gây kích ứng hoặc làm hỏng mô phổi khiến bạn dễ bị đau ngực hoặc gặp các vấn đề về hơi thở. Nếu bạn là người sử dụng cả thuốc lá điện tử và thuốc lá điếu thì hơi thở của bạn còn nặng mùi trầm trọng hơn nữa. Như vậy, thuốc lá điện tử không chỉ gây ảnh hưởng đến người lớn, thanh thiếu niên mà còn ảnh hưởng đến cả trẻ nhỏ. Dù đang có thói quen hút thuốc lá thường hay thuốc lá điện tử, bạn nên có cách để cai nghiện càng sớm càng tốt để bảo vệ sức khỏe của chính mình và người thân.